để có mặt bằng khởi công dự án vào tháng 10 năm 2020 và đưa sân bay vào khai thác năm 2025. Công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tỉnh Đồng Nai và huyện tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt. Để hỗ trợ Long Thành đền bù giải tỏa, 52 công chức viên chức có chuyên môn của các sở ngành đã được tỉnh biệt phái về Long Thành. Cùng với 20 cán bộ công chức của huyện, số lượng cán bộ công chức viên chức chuyên làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án sân bay hiện lên tới 72 người. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bộ phận một cửa của xã Long An, huyện Long Thành. Tại đây thì đơn vị vừa tiếp nhận hai viên chức từ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Long Thành về tăng cường cho xã trong công tác đền bù hỗ trợ tái định cư người dân cảng quốc tế Long Thành. Trên tay tôi đây là cái sổ mục kê có ghi những cái thông tin liên quan tới thửa đất cũng như là tên chủ sử dụng đất. Anh em có nhiệm vụ là rà soát và xác minh những cái biến động nếu có trên thực tế để mà tổng hợp báo cáo về Văn phòng Đăng ký Đất đai của huyện cũng như là của tỉnh. Hai nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Long Thành được tăng cường cho xã Long An là Nguyễn Hữu Quỳnh và Hồ Long Thành. Chính thức nhận nhiệm vụ theo quyết định phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành từ thứ Hai đầu tuần này, cả hai nhanh chóng phối hợp cùng cán bộ địa chính xã bắt tay vào công việc. Dạ, công việc hiện tại cụ thể được xã phân công hiện tại trước mắt là đi khảo sát địa bàn và tổng hợp danh sách những cái trường hợp mà vắng chủ trên địa bàn xã Long An để mình tổng hợp danh sách, mình báo cáo về cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để có cơ sở làm thông báo thu hồi đất. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành có trách nhiệm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hơn 5.200 hộ gia đình cá nhân với hơn 15.700 thửa đất, có tổng diện tích hơn 30 triệu mét vuông thuộc địa bàn 6 xã vùng dự án. Để có thể thu hồi đất cho dự án, hàng loạt nội dung công việc phải được triển khai như thông báo thu hồi đất, tổ chức cho dân kê khai đất đai, tài sản, cây trồng trên đất, tiến hành kiểm kê ngoài thực địa, đánh giá lượng tài sản bị thiệt hại của người dân, định giá đất cụ thể, xác nhận nguồn gốc đất đai, tính toán lập phê duyệt phương án bồi thường, xét tái định cư, v.v. Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian hạn hẹp, vì vậy 52 công chức viên chức có chuyên môn của các sở ngành đã được tỉnh biệt phái tăng cường cho huyện Long Thành. Thì trước mắt là lực lượng tăng cường về, một số anh em được bố trí vô hỗ trợ trực tiếp cán bộ địa chính của các xã. Về cái để làm cái công tác xác nhận nguồn gốc đất và mọi cái về cái hồ sơ địa chính ở xã. Còn tất cả những anh em còn lại thì sẽ được chia ra là 8 tổ. 8 tổ chuyên môn này sẽ theo cái hướng kế hoạch là chúng tôi dự kiến là sẽ tiến hành triển khai xã nào dứt dạc xã đó. Cùng với việc tăng cường nhân sự cho huyện, 66 tờ bản đồ đã được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh cung cấp cho huyện. Cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến từng thửa đất cũng sẽ được trích xuất, cung cấp để huyện, xã có cơ sở pháp lý cũng như thông tin để thực hiện công tác kiểm kê đất đai. Cái bản đồ mới thì nó là có thay đổi về cái số tờ, số thửa. Còn cái bản đồ cũ thì nó không có cái ranh của sân bay. Thì tuy nhiên thì muốn mà là làm được cái này thì nó có hai hướng. Một hướng là phải trồng ghép bản đồ để cho nó đúng với cái thực trạng cái thông báo thu hồi đất. Còn thứ hai nữa là cái về cái sức hồ sơ kỹ thuật thì nó sẽ thể hiện cái số tờ, số thửa cũ để mà thực hiện được cái nhiệm vụ của trung tâm. Hiện tại, 52 cán bộ diện tăng cường của tỉnh đã được phân bổ về các phòng ban chuyên môn của huyện và 6 xã vùng dự án và đang nghiên cứu quy trình, thủ tục cũng như khung chính sách của dự án trước khi đồng loạt ra quân thực hiện kiểm đếm trên hiện trường. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện cũng đang khẩn trương chuẩn bị nơi ăn chốn ở, phương tiện, điều kiện làm việc cho công chức, viên chức diện tăng cường. Một trung tâm lưu thông tin, hồ sơ, sổ sách liên quan đến dự án cũng đã được thành lập. Tất cả đang được triển khai với tinh thần khẩn trương để chuẩn bị cho việc đồng loạt ra quân kiểm đếm, áp giá đền bù giải tỏa trong thời gian sắp tới, nhằm đảm bảo có mặt bằng sạch để khởi công dự án vào tháng 6 năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra.